Được chứ. Bật tay gì, bật được bật nhạc đi. Tại sao cái tên của phòng mình nó cứ bị thế này nhờ? Tên là họp vào kích hợp là tự tâm sao nhờ? Hay là tại vì do không chỉnh lại trên máy tính? Để mang lên máy tính chắc phải chỉnh lại trên máy tính thôi. Hello tất cả mọi người, hello. Xin chào mọi người. Mọi người ơi đừng có quan tâm đến cái tiêu đề nhá, là họp báo tự tâm hòa tâm của Nguyễn Trần Trung Quân và Dennis Đặng thì nó đã từ tháng 8 rồi. Mà không hiểu sao hôm nay mình livestream ấy, thế là cuối cùng là mình vẫn chưa sửa được cái đấy. Cũng rất lâu rồi mình mới livestream trở lại. Xin chào hơn 400 bạn đang xem livestream. Xin chào mọi người. Hello, hello mọi người. Mọi người cùng share cái livestream này cho Quân nhiều nhiều lên xíu nhá. Để Quân có động lực gì ạ? Động lực là livestream trở lại cho lớp học series học hát cùng Quân. Cảm ơn mọi người. Nào thầy dạy Minh Su và Phát à, tới đây nhá. Tới đây lớp học của chúng ta sẽ trở lại với các học trò à, có cả những học trò đã quen thuộc với mọi người và có cả những học trò mới nữa. Cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã chia sẻ cái livestream này của Quân. Quân đang thấy là mọi người đang chia sẻ rất là nhiều. Cảm ơn mọi người. Bởi vì mọi người chia sẻ thì cái livestream này nó mới đạt được một con số người xem cao và để vận hành lại cái kênh TikTok của Quân. Bởi vì ngày hôm nay Quân ăn mừng kênh TikTok mới Nguyễn Trần Trung Quân Official này của Quân được 300.000 follow. Nên cảm ơn mọi người rất nhiều. Mọi người hãy cùng chia sẻ cho bạn bè thật nhiều nhá. Cảm ơn mọi người. Để kiểu mình có động lực mình chăm á, chăm like trở lại á. Thầy spoil học trò mới đi ạ. Rồi đợi một tí, khi nào lên thì sẽ biết thôi à. Rồi, xin giới thiệu mọi người, người bạn thân của Nguyễn Trần Trung Quân, Dennis đã. Xin chào mọi người. Rồi, có lại điều gì muốn chia sẻ đây. Không? Chia sẻ à? Lần đầu tiên lên livestream không phải lần đầu tiên nha đâu. Cái này là kịch bản sai rồi đó. Đây là nhiều lần lên livestream rồi nhưng mà lần đầu tiên lên cái kênh chính cái kênh mới lên, lần đầu tiên lên sau khi cái kênh 1,2 triệu follow đã bị mất. Đúng. Bây giờ sẽ chuẩn bị live lại này là Quân tới đây ra Hà Nội à, đi ra Hà Nội không? Thì tới đây sau chuyến đi relax thì chắc là mình sẽ ra Hà Nội khoảng một tuần. Thì trong một tuần đấy là mình sẽ livestream trở lại lớp học à, cũng sẽ có người bạn thân Tùng Ngô, pianist quay trở lại và các học trò sẽ quay trở lại. Trong một tuần đấy sẽ live liên tục. Xong rồi mình lại comeback trở lại nhà trong Sài Gòn. Thì mình sẽ trong thời gian đấy thì mình cũng sẽ gọi là gì? Chuẩn bị một góc để livestream trở lại ở Sài Gòn. Đó. Bao giờ ra tự tâm ba nhỉ? Đó. Bao giờ ra tự tâm ba? Bao giờ ra tự tâm ba nhỉ? Im lặng như không biết gì. Đâu. Sắp rồi. Sắp rồi thì em phải nói chứ thì cái này em bỏ ra đây mà phải im lặng. Thầy like xong đi ngủ sớm đi ạ. Ok, cảm ơn mọi người rất nhiều, nhớ học. Nhớ lớp học ngày trước quá thầy ơi. Ôi giời ơi, thầy cũng quá nhớ mọi người luôn. Nên hôm nay phải livestream trở lại đấy mọi người thấy không ạ? Livestream của Nguyễn Trần Trung Quân quá hot đi. Nãy giờ được hơn 400 người xem xong cái bây giờ tụt xuống rồi. Còn 270 thôi. Wow, thật sự không flop tí nào nha em. Em thấy không? Người ta nói một câu là gì ạ? Người ta nói một câu là lên voi thì xuống gì ạ? Xuống gâu gâu. Đó, mọi người hiểu chưa? Cuộc đời nó là như vậy. Nên là cứ phải gì ạ? Mở mắt ra cái là phải gì? Và phải tích cực. Đó, tích cực lên. Chứ ngày xưa nhá, mình chỉ có hơi xin chào tất cả mọi người các thứ thôi là đã phải đến 7-8.000 người đang xem livestream rồi. Xong đỉnh điểm là 38.000 người xem livestream luôn. Đấy. Thế thế cho nên là không vấn đề gì. Thôi, em không thấy à, cái lượng xem livestream của anh bây giờ đang là anh 20. Anh sau khi nói câu đấy xong nó lại tăng lên tiếp kìa. Em là bây giờ anh đang được 25.000 người đang xem mà em. Ôi xin chào 25.000 người đang xem livestream của Quân. Trời ơi, thực sự đang vui lắm. Vui cực kỳ luôn, kênh mới không flop tí nào nha mọi người. Thôi kênh mới như này là ok rồi, trời ơi.
nhiều hơn kênh của em hiện tại rồi đấy. Không, cố chấp lên em, cố chấp lên. Kênh em 3 triệu mấy follower nhưng mà like chưa chắc đã được từng. Nhưng mà em nhiều follower hơn anh. Tăng lên kìa. Đấy, tăng lên rồi. Tăng lên nhiều kìa. Ôi trời ơi, mọi người ơi. Mọi người đi qua nhá, mọi người đi lại để cho con một cái follow share, nhá. Share nữa, share. Và cho con cái share nữa. Ở đấy mọi người tăng share. Đấy, lại đang tăng rồi thế này đó. Đấy. Nghĩa là em biết sao không? Bây giờ kênh ý là mọi như là máy, giờ, máy của em là không nhận được thông báo đúng không? Chứ bình thường ngày xưa anh livestream phát là em nhận được thông báo của anh luôn. Dối TikTok. Thực sự luôn. Nhưng mà bây giờ mọi người phải mỗi người chung tay cùng một chung tay các bạn ơi. Cùng góp một view rồi góp một share này để mở khóa xu hướng những kênh mới của thầy Quân. Thầy Quân có động lực mà livestream mở lại lớp vocal cast. Đấy. 300 lượt xem cho chơi này. Đủ bạn, bây giờ lên 300, đấy lên 400 mấy 500 rồi kìa. Bây đấy. Giờ xuống 300 rồi. Không phải đâu, mọi người bận đi đánh răng rửa mặt rồi vào xem livestream lại đi em. Gọi tên em đi đấy. Đấy anh gọi tên em đi là gọi ai? Đi qua rồi. Đi qua mất rồi là gọi thế nào được nữa? Quân có thể thông báo giờ live. À chắc chắn là tới đây sẽ có một cái thông báo giờ live chính thức cho mọi người nhá. Tại vì Quân không thông báo đấy. Đấy. Lỗi của Quân, tất cả là do Quân, không phải do kênh Quân kênh Quân là bị flop nha mọi người, không phải do kênh của Quân. Cả hai. Chị chào hai em. Ôi em chào chị Dương Hồng Hà. Hello Linh Đan. Đừng để tị tâm ba qua tháng 10 nha anh. Đâu tháng 9 chứ mình thông báo là tháng 9 mà, thông báo là tháng 9 mà. Tháng 9 là có tự tâm ba mà đúng không? Có những bắt đầu chuỗi dự án này. Bắt đầu chuỗi dự án. Tại vì thực ra là Dennis với Trung Quân đúng kiểu cách đây đến tận ngày 14 mới xong được cái hành trình với Miss Universe Việt Nam 2024. Đó thì bây giờ mới đến lúc mà thở dài để bắt đầu vào cuộc chơi của tự tâm. Đó. Tháng 9 dương hay âm kìa. Tháng 9 âm á. Tháng 9 âm. Mình không ghi là tháng 9 dương hay âm mà. Đúng rồi. Đúng rồi. Cổ trang mà thì phải là lịch âm chứ các bạn. Moon calendar. Ừ, phải là moon calendar chứ đúng không? Trời ơi các bạn cứ dí tôi mãi thôi, vừa với xong Miss Universe xong Kỳ Duyên vừa với đội Vương xong. Miệng xong, để im cho là giám đốc âm nhạc và giám đốc sáng tạo nghỉ ngơi tí. Tin nhắn mới lại thôi. Đâu xem nào. Thầy dạy Dennis hát tiếp đi ạ, không nhá. Trường hợp này là đánh nhau. Thôi đánh nhau. Không được. Toàn đấy. Toàn. Trường hợp này là chỉ đóng cửa vào nhau. Không thể gọi là gì ạ, vạch áo cho người xe lưng. Anh không áp, trợ lý áp. Không phải anh áp. Anh phê duyệt cho trợ lý áp thì anh không phê duyệt luôn, trợ lý tự lý lắp luôn. Nào em hát lại cái câu đấy đi nào. Điều tôi ước mơ ngọt ngào đêm bất ngờ. À, cái câu của em là gì? Mơ màng ngẩn ngơ giữa đêm. Hai, ba. Ok, em là người nổi tiếng mà, em sợ à? Đâu. Em giám đốc sáng tạo là người nổi tiếng là nghệ sĩ mà nhảy TikTok từng suốt ngày tôi còn ngại. Muốn nhảy mơ mà hát nào. Mơ mà ngẩn ngơ giữa đêm nào. 2 3. Không có beat. Không cần có beat. Phải beat. Có cue the beat. Hát đi. Anh cất dành đi về cho Minh Xu với Nhật Phát kìa. Không, Minh Xu Nhật Phát là một trong những học trò, tôi còn rất nhiều học trò khác. Nhưng mà học trò này là 10 năm rồi mà còn chưa tốt nghiệp. Bụt chùa nhà không thiêng. Không bao giờ có chuyện đấy, không bao giờ có chuyện bụt chùa nhà không thiêng. Anh công nhận anh không dạy được em không? Tại vì vấn đề không là... Không phải thế em ơi! Vấn đề là anh dạy hai em được nhưng mà không dạy em được. Không phải, bởi vì là thực sự là anh nhường nhịn em. Không phải nhường nhịn cái gì, anh chửi trên đầu trên cổ em. Mà anh chưa bao giờ chửi em luôn, anh mắng yêu. Nhá, mắng một cách nhẹ nhàng, tinh tế. Không ai chửi cả, chửi là phải như là hội học trò đó. Anh chửi ác thôi. Chứ không chỉ chửi hát bao giờ là em có nói linh tinh xong các bạn cáp lên cái xong rồi tí nữa rần rần trên mạng. Không chửi nhau gì hết, yêu thương nhau cực lực. Các bạn ơi follow chưa ạ? Ơ, từ nãy giờ chưa follow à? Ơ, follow đi! 22.000 Hai, trời ơi, 28.000 người đang xem livestream. Trời ơi, vui quá, cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn. Ôi, thực sự đấy. 2.800, 2.900. Trời ơi, gần 3.000 rồi, à gần 30.000 người xem livestream rồi. Cảm ơn các bạn, share nhiều cho Quân nhá. Xe rồi gả Dennis, xe rồi gả Dennis cho em. Em xóa xe đi hộ anh cái. Khôn quá, quen nhiều người như vậy. Gì mà tự nhiên một cái xe bắt gả em tôi. Được của hồi môn đây. Đâu? Đánh đá. Chị Liên ơi, chị Liên lâu lắm rồi là chị không từ Bắc Ninh sang nhà em để cho em ăn rau nhá. Em đề nghị chị là chị phải tặng em rau củ quả. Tính ở quê nhá. Vẫn còn mấy cái tên rồi, từ mấy năm trước luôn ấy. Vẫn còn.
chị Liên đó. Chị Liên, đúng rồi, chị Thúy Liên, đáng yêu lắm. Các fan bây giờ đang ngủ đông thôi. Đang đợi thôi. Đang đợi đó, đang ngủ đó, đang nằm như này này. Để nghe đến cái hát mơ mà ngân ngơ giữa đêm. Đâu thì giữa đêm người ta ngân ngơ mơ màng cái gì. Anh thôi nghe. Nửa đêm người ta mơ màng thì người ta chờ anh em thì đó. Anh tập em hát tử tế một bài thì anh cứ hát tập em được đúng hai câu. Em bây giờ anh hỏi em đi hát karaoke em có bài tủ gì? Màu nước mắt thì không thuộc, mang tiếng làm. Trong trí nhớ của anh thì không hát được, quãng rộng quá. Em suốt ngày em hát bài gì? Em hát bài mưa gì nhỉ? Cái này là voice min. Em hát bài gì? Em hát cái bài gì mà của anh Nu Phước Thịnh nhé? Không phải. Anh Nu Phước Thịnh có đang xem livestream không ạ? Big fan của anh nhá. Thực sự, suốt ngày hát cái bài gì nhỉ? Cái bài gì đây? Chịt nhá. Cười gì mà bài cái gì là gạt đi nước mắt. Gạt đi nước mắt. Nào, cái điệp khúc gạt đi nước mắt là gì? Thôi. Thế bây giờ em phải thể hiện em là big big thôi, fan chứ. Anh mời em vào lên. Em làm gì mà em cứ như thế này? Thế bây giờ em dạy anh đi. Gạt đi nước mắt là gì? Anh nhảy đi. Thế nhảy luôn, gạt đi nước mắt em nhảy này. Gạt đi nước mắt này. À đúng không? Các bạn đang từng như nào? Không đi cái gì em lên livestream mà đang nói chuyện em đừng đi. Đẩy view bà con ơi, tôi đã bảo rồi, kênh TikTok của tôi nó mới. Nó chưa mở xu hướng, bây giờ phải nói chuyện lại dần dần. Phải đẩy view một đấy. Tuần, hai tuần gì đấy nó phải mở bung cái xu hướng ra, là mở mắt ra chào mọi người cái mấy nghìn người mà tôi đã bảo rồi, bảo nhưng không vấn đề gì. Ngày hôm nay tôi có một trò chơi để cực kỳ thú vị dành cho các bạn. Đó chính là trò chơi, không biết trò chơi là gì nhá. Kẹo. Đó, anh đây kẹo. Là kẹo hay là cái gì đây này, đó. Đó, tôi không biết là cái gì luôn. Thế bạn đây là túi mù mờ. Đúng không? Mang dai. Túi gì? Mang dai. Túi mù là túi mùi à? Túi không thấy. Là gì? Là túi mù là không thấy gì á? À. Là gì? Túi mù. Là cái trò gì nhỉ? Box. Bây giờ đặt tên cái này là túi mù mờ. Đó chứ mù nghe sợ quá. Nghe kiểu như là nó không thấy được cái này nhỉ? Đấy đủ 300 người rồi đi kiểu. Rồi, 300 người rồi. Bây giờ chúng ta túi mù mù. Chơi được cái này nhỉ? Túi mù mờ. Rồi. Không thấy để bác. Chơi được cái gì? Không thấy cái bác bảo từ từ nhắc để cho nó chúc xuống một tí. Gần nó cương lên bạn. Thế tôi dùng cái từ sợ quá. Gọi là gì, nó chổng à? Không phải nó chổng anh. Đây để cho ta. Đây, xin chào mọi người đã đến với trò chơi của chúng tôi. Trò chơi túi mù mờ. Túi mù. Búc ban túi mù. Ăn được nó đồng từng từ mù, nó rất nhạy cảm em. Nào, và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với trò chơi túi mù mờ 2 và... Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với trò chơi túi mù mờ. Anh phải có nhịp không? Anh đang có nhịp đâu. Nào, và ngay bây giờ Nguyễn Trung Vân và Dennis Đặng sẽ đến với trò chơi túi mù mờ. Vẫn không đúng nhịp lắm đâu nhá. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với trò chơi túi mù mờ em ơi. Và ngay bây giờ... Cho đúng nhịp thế mới đúng nhịp mà. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với trò chơi túi mù mờ. Rồi. Chơi như nào đây? Bóc. Chơi như nào? Bóc rồi. Lần lượt à? Thì cứ xem có cái gì đúng không? Bóc đi. Bóc bây giờ bóc nha. Mang dai. Em cái ghế. Sao tôi được cái ghế? Từ từ nha. Cái gì? Cái ghế. Em hay. Doraemon. Em ngồi cái ghế Doraemon mọi người. Cái ghế Doraemon chứng tỏ là gì? Ngày xưa em đi học em hay ra trà đá. Nên là bốc ngay, người ta có một cái lời nguyền chơi túi mù mờ là gì, là bốc cái này là nó thể hiện ra quá khứ của mình nhá, tương lai 10 cái xong là nó sẽ đến hiện tại và 10 cái nữa đến tương lai rồi của anh là wow, tôi không uống bia bao giờ nhưng mà tôi lại có một gì ạ? Anh đi ngồi bia ôm rồi, trời ơi một ly bia. Là trà đá mà trà đá có trà đá, macchiato. Trà đá có macchiato đấy, không phải là bia tí nào nhá, đây là trà đá có kem cheese đó. Trà đá kem đúng, ngồi ở đây, ngồi ở trà đá và uống kem chi, nhà thờ ăn nem chua nướng, yes. Xong rồi uống trà đá kem macchiato, rồi màu xanh thật lam lanh, mở hồng liếp rồi. Em ơi, vừa nói thịt xiên cho thịt xiên luôn. Đây không phải thịt xiên em ơi, thịt xiên đây không phải là thịt xiên, kẹo hồ lô đây là không đây thịt xiên đấy, đây không phải là thịt chả xiên, chả băm đấy, bún chả bún chả Hà Nội nha. Thịt xiên tí nào, phải hồ lô, đây là chả miếng, ba miếng chả băm, ba miếng chả băm rồi, ngon thế nhỉ. Em ơi, toàn cái đồ ăn vặt thôi là sao? Anh là gì? Ếch hồng, Pink Frog. Đấy, anh cháu gì? Cháu ếch hả? Con ếch à? Cháu ếch. Con ếch mà con ếch mắt to đùng lồi lồi ra đó. Con ếch mà.
Như trông nó dị. Trông nó dị luôn, con ếch đấy là con ếch bị ấy rồi. Trông như kẹo dẻo ấy. Rồi, đây là gì ạ? Spoon. Spoon là gì? Get down! Blackpink! Blackpink in your area. Anh em sao? Người ta đang hát thì trông lại đi. 2, 3 Blackpink in your area. Rồi. Anh tóc đen lên kẹp được rồi. Lại một cái ghế nữa thực sự luôn. Mà cái ghế này là có gì ạ? Con gấu màu hồng. Panda Pink. Không còn đến lần. Lại ghế tiếp y hệt. Thực sự luôn em mua nhầm rồi. Em mua kiểu gì ấy thực sự luôn. Toàn thấy ghế em lừa rồi. Không có cái gọi là secret à? Thật. Cái này có secret. Nó có secret không? Nó có kiểu bằng đấy. Lại cái ghế nữa. Thật sự luôn đấy. Mày mua kiểu gì đấy Dung ạ? Đây, secret đây. Secret. Đây cái gì đây? Bạch tuộc. Con bạch tuộc. Vâng, à tôi kể xin nói cái câu chuyện con bạch tuộc. Tôi phải kể câu chuyện con bạch tuộc. Một ngày đẹp trời, khi mà tôi đi sinh nhật của bạn này thì bạn ấy được tặng một con bạch tuộc. Đó, nó bơi rất là xinh, mà con bạch tuộc thì xinh thật sự. Nhưng lần đầu tiên tôi thấy một con bạch tuộc có nhỏ nhỏ như này, nó bơi trong nước này. Nó cứ như thế này này. Đó. Thế xong rồi tôi thấy là kiểu bạn này ngày đầu tiên chăm lắm, cho ăn này, xong các thứ, xong rồi ngắm nó quay story nhưng mà không up cái nào nhá. Kiểu quay xong rồi con bạch tuộc bơi. 3 ngày sau tôi thấy nước bắt đầu hơi đục. Tôi bảo là: "Ê em ơi, thay nước đi." "Ok anh, thay nước xong." Một tuần sau không thấy con bạch tuộc đâu nữa đấy. Thì không biết là như nào. Nó tan trong nước rồi. Có thể lý do gì mà con bạch tuộc tự nhiên tan trong nước hả em? Có cái lý do gì mà nó chỉ là một con thủy sinh, một con đáng trân trọng, một món quà mà tại sao lại tan trong nước là như nào hả em? Em cho xe sủi vào à? Fan bảo là... Hay là em cho baking soda? Đây, nó không có sứa. Anh ơi. Nó đâu rồi? Anh ơi, fan bảo là nó tặng sứa chứ không phải tặng... À, tớ sứa à? Tớ chết rồi, xin lỗi. Đây là câu chuyện con sứa. Không phải câu chuyện con bạch tuộc, tớ chết. Nhưng con sứa đấy đâu? Nó tan trong nước. Tại sao nó lại tan trong nước? Em cho baking soda hay gì? Không. Nó thiếu đồ ăn. Nó thiếu đồ ăn thì lý do gì em lúc suốt ngày em ăn, mỗi ngày mà em không cho con sứa được ăn? Có. Chị giúp. Có được cho đâu. Chị giúp việc bảo đổ không, mất đồ ăn. Chị giúp cho. Việc thực sự rất là quá đáng. Em nói thật sự luôn, nếu mà có xem livestream thì thực sự bực mình. Con sứa nó là một sinh linh. Thực sự luôn. Bỏ qua luôn. Thế đây là con sứa, con bạch tuộc. Bạch tuộc. Con bạch tuộc rất xinh. Rồi. Liên quan. Đây. Là bù bù. Là bù bù phiên bản trong suốt. Đúng không? Là bù bù mà. Đúng rồi. À, là bù bù pha ke. Đừng dùng từ là bù bù pha ke em ơi. Là bù bù mà đẹp nha. Transparent. Con của là bù bù. Tại sao từ nãy đến giờ em có những con rất là to và đẹp, tuy nhiên anh có những con nó có tí nhìn này nhỉ? Con này con gì đấy? Rồi thì xuống lợn luôn. Lợn luôn. Eo ơi, nó lớn lại còn bé cơ. Thế đấy. Đây của Danny. Đây này, đây con này là con to Quân. Này. Eo ơi, cầm không nổi luôn. Đây rồi, NC. Nguyễn Trần Trung Quân. Eo con lợn anh. Em buồn cười thế em body shaming thế em. Đây, là bú bú. NC. Đó. Này vô tri quá thật sự luôn á. Nhanh được không? Bóc nhanh đi xem, khám phá nhanh nào. Lobster. Đầu gấu. À, em chính là đầu gấu, một cái đầu con gấu. Và là đầu gấu. Đây, có cho này anh để yên cái mặt. Anh là có filter đấy, bóc mặt đấy em. Gấu. Em làm như thế là tự nhiên mặt anh to bành trở lại đó em. Em ơi em, đấy, em đừng làm như thế, đấy là chưa rất là ấy nha em. Quá đáng quá nha em. Đâu? Em. Anh thả cái tay xuống. Nó to đúng bây giờ, cái mặt anh to lắm nha. Anh thả cái tay xuống. Không đùa đâu nha. Đó. Mất tay vào đây. Đây, thử lại lần nữa. Ngoài đâu. Không làm được đâu. Quá đáng thật sự luôn. Tôi chỉ bóp một tí thôi. Số 11. Bảo sao đây. Để chế độ 11. Gầy. Mọi người cứ bảo em gầy. Em vừa cân. Em ơi, anh chỉ để số 11 thôi mà. La bu bu. Con này to hơn con nãy không? Đó, bằng nhau. Ui, to hơn thì sao? Đâu rồi? To hơn. Yeah. Con rùa. Con rùa xinh không? Sao cái gì em thích to thế?
To thì hoành tráng. Gu châu Á mà. Thì châu Á thích. Sao lại gu châu Á lại cái to là như nào hả em? Thì lúc nào người châu Á chả thích cái gì rồng lồng lộn diêm dúa lên thì sao? À, anh nghĩ sai rồi. Anh nghĩ cái gì mà em bảo anh nghĩ sai hả em? Anh thì anh cứ phản ứng gay gắt với từ. Em đừng có làm như thế nó mất cái filter của anh em ơi. Em từ từ thôi. Em đâu phải mọi người rồi. Đây. Ôi con này hay vậy. Con này xinh không ạ? Chicken. Đó, chicken. Đó. Anh không chưa chọn nha, phải bốc đại nha. Này bốc đại, đây này, tự nhiên bốc thì tự nhiên thấy sợ. Ồ, con toàn sợ con to từ đấy giờ. Anh cũng thích to mà em. Anh cố tình đúng không? Yeah. Cái này đây. Cho NC với cacao này. Yeah. Ơ sao nhiều thế? Bóc mai không hết luôn. 100 túi. Lại thìa. Nhưng mà thìa màu khác, thìa màu này đẹp, ôi thìa màu này hợp. Đây là cái gì đây? Đây là cái gì hả mọi người? Thật xinh màu vàng. Không. Không phải thì xiên đâu, cái này là ngô nướng. Đó. Phải ngô. Đây là ngô nướng mà. Bánh nếp nướng. Đó. Gà. Gà hồng. Con kiều. Con bò. À con bò. Con kiều. Đây là con bò. Đây là con kiều chưa? Đây là con bò. Rồi chai sữa. Lại con lợn. Không, à, đây là chai rượu à? Uống rượu đi em. Uống rượu. Trên này là không uống rượu. Đây này là la vi. Ôi đâu. Nước gì ấy, siêu nhân điện quang. Họ in siêu. Mọi người ơi. Ôi. Rồi. Con gì nhỉ? Lại đi. Đây là một cô bé ở trong quả một hồng. Một quả hồng màu xanh biến đổi gen nha. Cái này cái gì kỳ vậy? Ông, là cái gì anh đấy? Quân sắp đẩy Dennis ra khỏi màn hình. Cái này cái gì ta? Ông ơi thực sự đấy, ngồi vào đi. Cái gì ta? Súp lơ à? Cái gì nhỉ? Không biết cái gì luôn. Súp lơ 2 tấn. La bu bu màu hồng. Xinh nhỉ? Cho la bu bu đứng cạnh nhau đi anh. Đâu đây, la bu bu. Nằm màn hình xinh nhầm đấy. Mà cái này là cái gì á? Cái này là cái gì đấy á? Không biết luôn. Đây á, đây là súp lơ. Súp lơ 2 tầng. Súp lơ 2 tầng để làm gì? Súp lơ đây là cái gì? Nó trồng lên nhau thôi. Cây thông. Nó không phải cây thông em ơi. Cái cây thông gì mà nó ngoái mâm thế? Đây là cây thông mà đúng không? Không phải cây thông đâu. Cũng giống như là cái cuộc chiến giữa bánh cá và bánh gấu đó. Rồi. Quay súp lơ nữa. Ép tác bánh trứng. Bánh trứng KFC giả. Lại cái con này bực mình quá, cái con bạch tuộc này lắm màu quá. Em từ đấy ra em còn... đủ 5 con em bu nghèo. Rồi con này là con gì? Trời ơi! Croissant. 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 Bánh sừng bò. Không biết nói thẳng là bánh sừng bò. Croissant, croissant. Bánh sừng bò. Sừng bò. Đây, bánh đen như thích ăn nhất. Cái bánh sừng bò là một croc croc đau hết cả mồm. Lúc mà hát nó mềm được như thế. Em vừa đọc câu gì đấy? Không nghe gì. La bu bu. Đúng màu. Tôm hùm đất. Tôm này là tôm hùm đất. Rồi ăn cái con đấy là chuẩn bị ấy đấy. Ý bốn con được gì đấy? Được bốn con la bu cho năm em sinh nhật. Ui được mấy màu luôn kìa, bốn màu rồi. Bây giờ không hiểu có la bu bu không đâu. Không có chọn. Em ơi đây giờ em bọc cái gì ấy? Anh nhà. Anh làm cái tay như này đi. Anh làm cái tay này đi. Không. Đây tay của anh đây. Đây này. Lúc kia em bảo là tay anh dùng cái móng giò. Đây. Bây giờ anh lại bảo tay anh dùng cái này. Em đây, đoạn đoạn. Anh vào đây. Anh vào đây. Anh đứng giữa đi. Xin chào mọi người. Từ từ. Chào mọi người. Anh đưa tay vào đây. Đây là tay Nguyễn Trần Trung Quân này. Kìa. Ngồi vào. Đây anh phải ngồi tay đây. Tay Nguyễn Trần Trung Quân. Ú, oà. Rồi, đây là gì đây? Bye bye. Em ơi. Em tăng động à? Nói cả nước cứ bảo bạn ấy hiền đi. La bu bu. Ok, hay. Năm em rồi. Năm rồi, sao anh mất tay kiểu như mà cái này hay quá. Tối ngủ sẽ đặt. Đặt bên má. Mệt quá, từ nên giờ mới chấp niệm. Nhưng mà cái này hay. Đi đâu? Chụp ảnh này, selfie đây. Ôi hay nhỉ.
chịu luôn á. Cuộc đời em chỉ chấp niệm cái xương gà đấy à. Hey, xin chào mọi người. Đúng. Dừng lại đi được rồi đấy. Từ đấy đến giờ bốc toàn cái con gì đây này. Không mất tuổi chứ. Thông biến thái chứ. Xinh quá này. Mình bóc nhiều thế. Từ đời em với. Nhưng mà chơi trong gì. Các bạn ơi, follow kênh TikTok của Quân nhá. Xem có màu tím. Cái gì? Trùng nho xanh. Như là cái này nó đừng có nó bị đụng nhiều ấy. Lại thìa. Yeah, mọi người ơi nè. Thần tài. Giàu. Tôi sắp giàu rồi. Sắp giàu rồi. Được đó. Đầu lâu. Không, không cười. Đừng sử dụng sừng tê giác thưa các bạn. Còn tê giác của vàng đang muốn nói điều đó. Nghiêm cấm sử dụng sừng tê giác nhé. Tê giác. Không biết có phải nói tê giác không. Pokemon. Hay là Pokemon nha mọi người. Cái này là gì đấy? Quả quýt. Quả quýt. Với thông điệp là quýt làm cam chịu. Vâng, với thông điệp là quýt đây, làm đây cam chịu. Đây là quả cam. Quả cam, ôi chứ còn quýt làm cam chịu. Đúng rồi, quả cam chịu nên anh phải thận trọng những hành động của anh. Giống như cái vụ up clip hát tập hát của em. Anh không hỏi ý kiến của em, anh làm nên em chịu. Clip gì? Tập hát đấy. Anh không xin ý kiến em, anh cứ up lên mọi người cười em. Mọi người cần phải cười chứ, chúng ta mang nụ cười cho mọi người chứ. Xóa nhòa đến cái bầu tiêu cực trong cái cuộc sống này. Đâu? Còn lên bụng không? Còn thêm một tí. Sashimi, tôm. Cái đây to chị Thúy. Gửi cho chị Thúy ăn. Thích ăn tôm. Đây, cho bà Thúy cái. Bà! Okay. Rồi, sao nhiều thế? Quý. Mắc mãi không được hết. Còn lên bụng bụng một tí. Rồi, chú khủng long. Với trái tim. Màu tím. Năm căn, đây, cái này đẹp. Chai nước mắm để ăn với bạch tuộc. Chúng ta có rất nhiều thứ có thể ăn gỏi. Như là bạch tuộc này. Gì nữa? Đó, bạch tuộc. Hết. À, bạch tuộc và trái... À, chân gà. Đó, đây là chính là combo. Nước mắm nam ngư và chân gà sa tế. Xin chào mọi người. Đấy, chính ra cái này hợp nhờ quảng cáo. Em ơi em. Đây, đây, đây kiểu đúng kiểu mỹ phẩm ấy. Mọi người ơi, đây. Em hát khao center quá rồi. Đây. Review. Anh không review em mỹ che phẩm. Mặt anh rồi đó. Review mỹ phẩm. Nước mắm nam ngư. Chấm mắm. Chấm mắm. Uầy, con này này. Rùa. Con rùa. Cũng có thể ăn gỏi được. Không. Không. Lại bánh trứng. Nãy giờ hơi đau bụng nha. Ăn hải sản xong lại qua hơi. Rồi, nhiều. Đây là nước đấy này. Kirin bia, đây, đây mới là long bia của anh nha. Long bia nha mọi người. Một mình có bia đấy. Làm cho một mình có bia này. Yo. Cái sự giả chân nha, uống bia đây. Không ai à thế nha. Có trong quảng cáo hay thế mà ăn quảng cáo gà. Nó không ai uống bia mà à thế. Hồ ly chín đuôi. Ăn gỏi được luôn. Cho vào đây. Ăn hồ ly cả. Nhúng nước mắm hết. Rồi, món này em rất thích. Eo ơi, cái gì kinh vậy? Đâu em có thích cái gì không? Cái này giống cái gì nhở mọi người ơi, cái này giống cái gì thế? Poop. It's just like poop. Kem sô-cô-la. Kem sô-cô-la mà. Nhưng mà nó giống, thật sự giống luôn ý. Là kem sô-cô-la uống với Starbucks. Đấy có phải Starbucks đâu. Đấy, Starbucks mà. Đấy. À ừ, đúng rồi. Frappuccino. Mọi người ơi, đây chính là Frappuccino ạ. Cả nhà thấy rõ không ạ? Đó, đấy sẽ đặt xong để thấy rõ chữ. Chưa dừng lại luôn, chưa hết. Con cừu. Siêu nhân điện quang. Sao có một em siêu nhân ở trên này, xay nước siêu nhân. Tiếp cái vỏ to vào trong này bé tí. Hải cẩu. Ăn vịt. Nước mắm được luôn. Chú vịt màu tím. Đẹp, đẹp nhít. Thích con này. Quạc. Mụn trứng cá thưa quý vị. Đúng không ạ? Hay là cái gì đấy? Cái gì nhỉ? Em nó như mụn trứng cá ấy. Cái mụn. Cái này gì vậy? Thực sự luôn, nó là mụn trứng cá luôn. Trứng cá thật, nhưng mà trứng cá hồi. Không màu vàng mà. Không ai màu vàng, thế cả đấy là trứng cá bọc ấy. Ai bị trứng cá nhiều ở trên mũi nó bọc ra.
Rồi, đây là một gì ạ? À? Một chú gà. Đẹp quá. Xinh quá, chú gà xinh lắm. Lại bánh trứng tiếp thì từ gì nay giờ vậy? Lại hai bánh trứng rồi. Ăn cái này thì bội thực. Đây con này này không hiểu cái gì luôn. Con vô chi này nhiều thật sự luôn á. Không hiểu, không biết ăn được không luôn. Quả khế. Trời ơi. Yeah. Rồi. Quả khế. Rồi, thứ quả tôi thích nhất cho vào đây. Một trong những thứ quả tôi thích nhất. Ok. Thế là bu bu rồi. Thỏ. Thỏ có thể làm món thỏ roti. Khủng long. Cơm thỏ, cơm thịt thỏ roti. Nhưng xinh nhỉ. Sắp hết rồi. Đây, bánh này cho em. Được, thích ăn bánh. Cái bánh này nhiều phẩm màu quá, không ăn được. Không thích phẩm màu này, nhiều gì đây. Nước gì đây, nước Starbucks. Cũng hơi phẩm. Xanh lá cây. Rồi, cái thi à? Ôi, thật sự đấy, vô chi thật sự. Mùa bác hơn 100 cái. À đây, còn nước. Con vịt. Vịt tím. Thế là vẫn chưa tìm được thứ năm. Rồi, đủ năm. Đủ năm rồi, đủ năm con la bu bu rồi. Nước cốt dừa. Một sản phẩm từ đến từ Bến Tre. Người thấy không? Nước cốt dừa này. Con cốt dừa lạnh làm đầu thái được không? Làm được chứ. Con thì nấu đầu thái được. Rồi, bỏ hết con này vào đây rồi. Con này. Đây là con này. Lại một con hải cẩu màu xám. Rồi, thịt xiên bẩn. Lại thêm một quả quýt. Hết vào đây. Mà vẫn tâm đắc chỉ có một cái chân gà thôi. Nên lên đi xe. Con thịt linh linh. Thịt tím trong suốt. Đây. Bánh xương bò và chân gà. Này là tặng quà thưởng thứ năm cho tò he cũng không? Được. Không muốn điên. Đó, ra đây. Cả một buổi tối. Ây, đây con có gì đây? Các em ơi, chọn đi. À bây giờ phải cầm cái muỗng xung xúc bắn cân, bắn theo cân. Bắn đồng cân theo cân. Mọi người có thấy âm thanh không ạ? Đây chính là con Dennis. Con thằn lằn. Đâu? Hạch tung. Hôm nay không có âm nhạc nên chúng ta nghe tạm tiếng động này đi. Ổn. Rồi, bây giờ ngồi tâm sự với mọi người một xíu đây. Summer luôn kìa. AI. ASMR. Anh bỏ ổn quá, ổn quá, ổn quá. Anh bỏ vào miệng nhai đi. Không ai làm như thế cả, em ơi, cái miệng của anh thì hát. Người ta bỏ ASMR ấy, kiểu như này này. Đấy, thử bắt xa. Thôi được rồi, ổn quá, ổn quá rồi. Đây, đây, tất cả im lặng là lên rồi. Đây, đây là tiếng động gì ạ? Có phê gì nữa đấy. Đây là tiếng động. Có cố gắng không được không? Thầy Quân ơi, thầy Quân đây. Cái đó mùa đâu nhỉ? Cái đó mùa đâu? Không biết luôn, được tặng. Được phùng dung tặng. Anh Quân với anh Dennis ai cao hơn? Một câu hỏi này cần phải block. Bọn anh bằng nhau. Bằng nhau. Rất bằng nhau đấy. Đừng có chỉ vào mặt em nữa. Đâu em bảo gì đâu. Bằng nhau mà. Thế em phải cố. Em phải đâu, cố. Đâu có gì đâu. Em có gì đâu. Bằng nhau đấy. Em có gì đâu. Em một người nhỉ. Đâu em làm gì đâu. Thôi đi. Bằng nhau mà. Thầy độn 10cm mới bằng anh Dennis. Đúng rồi đó. Có phải em là cái người mà vừa vừa ship cái độn cho thầy không? Mà em biết là thầy hay độn 10cm. 11 nhé. Ai có muốn ác dậy, đúng thật đấy. Ác quá. Ai? Cái gì? Cái gì? Rồi, cảm ơn mọi người nhiều.
Từ đến giờ là vui vui rồi đấy. Mọi người quên một việc đấy. Follow kênh TikTok của Quân nhá. Vâng. Có người được 3,1 triệu follow. Còn tôi 300.000. Nó khác nhau lắm. Người ta hoạt động còn chơi trong chỉ cần anh mà. Không follow, block. Ủa kênh cũ mất ạ, mất lâu rồi. Mất gần 6 tháng rồi. Block. Block. Không quan tâm nhau, block. Em vừa gọi cả họ và follow thầy. Kết bạn. Em đã follow, quá đáng yêu luôn. Rồi, bây giờ mọi người hay hỏi là ai đến nhà vậy? Nào, con bè nào. To, to, hê, hai, ba. To, hê. Rồi, bây giờ mọi người chưa biết đúng không? Công ty Visulab của chúng mình bây giờ đã có một cái tên mới. Đó chính là... Con ơi! Hai, ba. To, hê. Tên của chúng mình là Tò He. Vậy xin hỏi giám đốc sáng tạo Dennis ạ. Cái từ Tò He là từ ai nghĩ ra? Như nào ta? Không nhớ nữa. Đó là từ là... viết tắt của... Từ viết tắt của gì thưa ông? Art Director Creative Mondo. Xin phát sóng. Giả định về một kết thúc hạnh phúc. To happy ending. To happy ending. Thực ra là nó happy ending. Nhưng mà thực ra nó cũng là một cái đồ chơi ngày xưa em thích chơi. Rồi em thích chơi như nào? Em biết con Tò He là con gì? Em nói thật cho anh xem nó hay là đấy. em lại chém. Trời ơi, ngày xưa toàn chị bé toàn dắt. Ở Vinh làm gì có Tò He? Trời ơi đất. Đây. Vinh có không? Có, toàn nặn bột nếp xong mấy ông nặn mấy con Tò He đấy. Thì em thích. Đấy đất nặn rồi. Tò He. Tò He nó khác. Nó làm từ bột nếp anh. Tò He là làm từ đất nặn. Bột nếp. Bột nếp là xôi. Bột mì. Xôi có bột... màu, thực phẩm. Cái bột của em mấy. Bột nếp, bột mì, bột nếp từ màu thực phẩm. Nó ăn được. Ăn được mà. Ăn được à? Ừ. Đúng. Anh để mai em mua đất nặn cho anh ăn nhé. Xịt keo. Đen nói đúng, đúng rồi. Ủa Tò He ăn được ý hả? Đúng rồi. Tò He ăn được đấy. Họ bột nếp ấy, từ dưng nãy bị đàn hấp thế là trong phút chốc cứ tưởng mình sai thật. Đây thấy không? Năng lượng của giọng nói. Vậy cho nên là các bạn nhớ rằng là thanh nhạc cực kỳ là quan trọng trong cái đời sống nhá. Bánh của họ, bánh của họ. Ôi giời ơi. Có mấy con phát sáng. Trong này này, tắt đèn mới nhất cơ. Ơ, thật đó. Mình có tăng suốt đây. Đây, con này chắc chắn là phát sáng rồi. Đừng có lục, em cho vào trong người anh làm gì? Con phát sáng. Phát sáng. Chắc là mấy con màu xanh lá cây không có khí lên phát sáng. Mê mũi thầy quá. Mũi áp hay là mũi thật? Đây là mũi thật chứ làm gì có cái áp nào mà cao vống được như thế này. Nó chỉ là bé lại thôi. Chỉ có cái mũi nào được như thế này trời má. Nhiều người cứ bảo tôi làm mũi, tôi làm đâu. Sao anh không like dạy hát nữa vậy ạ? Kênh nó đang flop. Thì phải ngồi nói chuyện tâm sự với nhau một tí. Rồi mới dạy hát lại. Chứ bây giờ dạy hát mà được có 30.000 người đang xem cái kìa. Thì dạy hát tốn công à. Hát bài đi ạ. Lâu nay được làm giám đốc âm nhạc thì không được đi hát nữa. Mọi người follow kênh TikTok con nhá. Con muốn thầy nhận xét giọng hát của con từ đợt The Voice mà chưa có dịp. À, con đi thi The Voice à? Tưởng thầy Quân sửa mũi thì chết rồi. Đấy, tưởng một cái tưởng, thực sự để, tưởng tượng không? Để từng mổ mũi đi bọn thôi. Đúng rồi, ngày xưa là còn là Quân có từng mổ mũi. Mổ mũi bởi vì lệch vách ngăn. Nhưng mà đấy là mổ bên trong thôi chứ nó không có thể hiện cái sự gọi là nâng cao lên nha. Thầy với anh Dennis tạo dáng đi, con chụp ảnh cho. Okay.
Em tươi lên một tí được không em? Em vẫn tươi mà. Là gì? Giống nhau. Giống nhau à? Ok. Mình xin lỗi, xinh lắm thầy. Đen đẹp hơn thầy Quân, đấy là chuyện đương nhiên rồi. Nhưng mà Đen hát không hay bằng thầy Quân thôi. Đen nhảy giỏi hơn. Như sinh đôi Âu Diệp. Trời ơi, chúng tôi được sinh đôi mà. Thực sự đây Âu Diệp ạ. Dưới là mô gì? Sao Quân cứ bắt nạt Đen vậy? Không hề. Đành hay nhé. Đổi post đi à? Đổi sao? Pâu. Đổi pâu thôi, pâu thì thôi. Mấy con đùa phải đây, không? Đây, bây giờ đây. Bây giờ là lấy nguyên sách điện, bây giờ lấy nữa rồi biết không? Bây giờ là đâu có gọi được đâu, em nhìn đây này. Không, anh không mở khóa khách mời được luôn. Tại sao ta? Anh không biết. Chưa like đủ. Chưa like đủ 100 ngày à? Không. 100 tiếng à? Ấy là theo tiếng đó em. Thế chà, bây giờ phải like bất tử luôn. Thế để bây giờ đến sáng đi. Ok, thế để bây giờ đến sáng là mở là không còn ai xem livestream mình luôn ý. Thì cứ để cho mọi người xem mình ngủ. Như nào? Ngủ này. Ừ, ngồi đây nít để Quân ngủ luôn xong fan vào ầm ầm á. Em ngủ thật đó. Em đi cắt dựng nha. Thôi đi cắt dựng đi. Cắt short phim đây. Cắt đi. Đấy, mọi người thấy không ạ? Hiện tại bây giờ chúng mình vẫn đang phải làm cái cắt dựng cái short phim. Chúng ta có bao nhiêu short phim ạ? Bao nhiêu ạ? Chúng ta có 4 short phim. Short phim đầu tiên là để thể hiện rằng là chúng tôi đã quay trở lại với tự tâm, với tên gọi mới là Tự Tâm Hòa Tâm. Và short phim đầu tiên thì đã lên sóng rồi trên kênh TikTok của Nguyễn Trần Trung Quân, đến trên cả YouTube nữa nhá. Đó. Và cái short phim thứ 2, short phim thứ 3, short phim thứ 4 là tới đây chúng mình sẽ ra mắt. Và trong những cái short phim này sẽ cài cắm rất là nhiều những cái câu chuyện, tình tiết thú vị cho mọi người cùng đoán. Sẽ rất là thú vị đấy. Nên là mọi người hãy cùng chờ đợi short phim. Mọi người nhớ vào TikTok của cả Nguyễn Trần Trung Quân và cả Dennis nha. Xong rồi cùng theo dõi nha. Dennis với Quân sớm các bách. Thôi em đi cắt tự nhau. Thôi đi đi em. Thôi đi đi. Tạm biệt. Chúc mọi người ngủ ngon. Đi đây. Tưng. Ôi. Đi thật nhá. Đi đi. Đi thật đây. Anh cảm nhận như nào sau khi dạy Đen hát? À, 10 năm nay anh vẫn dạy Đen hát mà em. Chào anh xin vào thay. Chết mặt luôn. Xin giới thiệu với mọi người, đây là người bạn 15 năm của mình. Okay. MC Mèo Ta. Ôi, tương tác luôn. Chào mọi người. Chào mọi người đi. Là lại cắn đấy, lại cắn đấy, lại chuẩn bị đớp đớp đấy. Đấy, bắt đầu bắt được cái hành động đấy rồi thì bắt đầu quay mặt sang kia là ngại ngần à. Ở với nhau 15 năm rồi, thân thiện lên tí với mọi người đi. Ghê gớm thật sự. NC của Quân hay của Đen? Của Trung chứ. Nhớ nụ cười của Hoàng Thượng và Bạch Liên năm 2019. Thầy ơi hát một đoạn Màu Nước Mắt đi. Cười là tất cả thế giới đối với tôi. Cả bầu trời rơi nghiêng trôi theo màu nước mắt. Ủa? Noah đâu rồi? Thầy bị mất nick rồi.
Đấy, có bạn nào mà cứ comment như thế thì các bạn comment lại giúp thầy nhá, để cho Quân đỡ phải nói lại á. Thầy để qua đêm. Anh đang ngoài Hà Nội à? Không, anh đang ở nhà trong Sài Gòn. Ê, này bây giờ không gọi được điện cho mọi người, buồn quá à. Đang cố gắng livestream để nó đủ số giờ để nó mở xu hướng ra đấy. Ad này chưa xin được tích xanh nha mọi người ơi. Ad cũ mất nên là ad này đang phải báo cáo lại để lấy tích xanh nha. Chứ mà đây là real nha mọi người. Cảm ơn mọi người nhiều nhá. Thôi được rồi, hôm nay chỉ livestream vui vui như thế thôi. Mỗi ngày livestream một tí à. Tới đây thì lớp học sẽ quay trở lại. Và mong rằng là đến cái thời điểm mà lớp học quay trở lại thì chúng ta sẽ có một phiên live thật sự chất lượng. Và lúc đấy thì lớp học sẽ quay trở lại với cái mood nghiêm túc, hài hước. Và mong rằng là mọi người sẽ cùng ủng hộ cho Nguyễn Trần Trung Quân cũng như là các học trò của mình khi mà trở lại với livestream. Rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã xem livestream. Hôm nay vui vui thế thôi. Vì là kênh mới nên là Quân nghĩ rằng là như này đã là một cái điều rất là vui rồi. Mong rằng là mọi người sẽ cùng Quân, mỗi người giúp cho Quân một chút. Các bạn cùng chia sẻ cái livestream này cũng như là cái kênh TikTok này đến cho mọi người, bởi vì là rất là nhiều khán giả, đặc biệt là các anh chị phụ huynh này, rồi là các cô chú lớn tuổi này, hoặc là thậm chí là các bạn nữa cũng chưa biết đến cái sự xuất hiện của kênh này. Thì Quân cũng rất là mong là cái kênh nó sẽ trở lại với cái lượng tương tác khủng như lần trước, khủng như ngày xưa. Đó, để cho có động lực cho Quân, để Quân mang đến những cái hay ho dành tặng cho mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và hẹn gặp lại mọi người vào một ngày gần nhất. Quân sẽ chăm chỉ livestream nói chuyện với mọi người nhá. Rồi, cảm ơn mọi người. Không vấn đề gì. Mở đầu ra like thì từ từ dần dần lượng like nó sẽ lên, lượng xem nó sẽ lên thôi. Cảm ơn mọi người và chúc mọi người ngủ ngon. Bye bye mọi người.